xin cảm ơn lời phát biểu của nghệ sĩ giỏi tiếng. Thưa tất cả quý vị, còn bây giờ trở lại với buổi giao lưu ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một giọng hát của một nghệ sĩ. Nghệ sĩ tiếp theo gửi tới chúng ta một bài ca cổ được mang tên Mái Nhà Nghệ Sĩ, tác giả Thiền Dạ, với sự tham gia của nghệ sĩ Kiều Trang. Xin mời quý vị chúng ta dành cho nghệ sĩ Kiều Trang một tràng pháo tay. Kiều Trang xin chào các cô chú, anh chị, chúng mến. Kiều Trang xin gửi đến cô chú, anh chị bài ca cổ mang tên Mái Nhà Nghệ Sĩ. Oh.
Xin cảm ơn phần biểu diễn của nghệ sĩ Kiều Trang. Cảm ơn những tràng tay của tất cả quý vị. Còn bây giờ tiếp theo chương trình, Triệu Dân xin được hân hạnh giới thiệu quý vị chúng ta cùng đến.